Trong thông cáo mới phát hành, Bamboo Airways khẳng định thông tin Bamboo Airways đã bán 49% cổ phần cho Trung Quốc đang lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn giả mạo. Hiện danh sách cổ đông của Bamboo Airways không có bất cứ nhà đầu tư nào có quốc tịch Trung Quốc hay bất cứ cổ đông nào là tổ chức có vốn đầu tư từ các nhà đầu tư Trung Quốc. Bamboo Airways cho biết một số tài khoản Facebook phát tán tin giả mạo từ trang web nói trên đã và đang gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh cũng như thương hiệu của hãng. Trước tình trạng đó, bộ phận pháp chế của Bamboo Airways đã tiến hành chuyển các bằng chứng tới cơ quan chức năng nhằm có những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ doanh nghiệp trước các thông tin giả mạo bôi nhọ có chủ đích. Được biết, tại thời điểm cuối năm 2019, tỷ lệ sở hữu của tập đoàn FLC tại Bamboo Airways đã giảm từ 100% xuống chỉ còn 52,11%. Diễn biến này xảy ra sau đợt tăng vốn lên 4.050 tỷ đồng của Bamboo Airways vào hồi tháng 10 năm 2019. Tại thời điểm Bamboo Airways tăng vốn, doanh nghiệp này không ghi nhận có nguồn vốn góp từ cổ đông nước ngoài.